Ơi, chị có cho em đi chơi không? Buồn ngố. Cá thịt bọn thợ đấy à? Ừ. Nhưng mà mấy bạn hàng không hàng cá. Đây là cá. Cá là thịt đó. Mẹ ngồi nhá, nằm một tí. Bé thợ búa. Con muốn đi đâu con? Lo cá thịt đi, có nhiều. Hàng con, con muốn đi đâu? Con muốn đi resort Vinpearl Phú Quốc. Thế á? Mẹ ăn xong rồi rồi mẹ cho đi nhá. Được không con? Vâng ạ. Chưa nấu. Học bé. Rồi hết chưa? Rồi, cảm ơn mẹ. Rồi mẹ cho đi chơi nha. Vứt thịt đấy à? Đã rửa bát chừa đũa chưa? Hả? Sùi đó. Đó, thịt đó. Đây, giật quần áo này. Đây, thịt đây.